Hai anh em, mình là Mason đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với Coin68 TV để cùng Mason sang ngày rót các dự án tiềm năng trong thị trường crypto. Dạo gần đây thì từ khóa DeepBin là viết tắt của Decentralized Physical Infrastructure Network, hay còn được gọi là mạng lưới cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung, đang nổi lên như một hiện tượng khi cách thức sang ngày rót vô cùng đơn giản. Đó là anh em chỉ cần tải extension, tức là các tiện ích vào các trình duyệt như là Google Chrome, Edge về, rồi kết nối Internet là anh em có thể đào boy hoặc là token rồi. Một trong những dự án nổi bật nhất có thể kể đến là Crash. Thì đây là giao thức web scraping phi tập trung, tận dụng sức mạnh của công nghệ blockchain để tạo ra một mô hình thu nhập dữ liệu bền vững. Ở video trước á, Mason có diss Crash một tí khi thấy lượng token mà mình nhận từ dự án là quá ít. Nhưng mà khi thấy thông tin là dự án đã gọi vốn thành công với mức FDV lên đến 1 tỷ USD thì Mason đã quay xe và mong cho Crash có thể list từ 0.5 cho tới 1 đô chẳng hạn. Ok, thì nhiều anh em thắc mắc là vậy thì sao Crash, thì còn dự án nào tiềm năng để mình có thể tải extension về và sang nghe rock từ vài chục đô tính 1k đô một ví hay không? Câu trả lời là có nha. Anh em hãy cùng Mason khám phá là những dự án DeepBin tiềm năng có thể airdrop khủng lên tới 1.000 đô một ví thế nào. Let's go. Dự án đầu tiên là DOR, thì đây là một giao thức DeepBin được phát triển trên Solana để cung cấp cho người dùng dịch vụ Internet phi tập trung. DOR được phát triển với mục tiêu là tạo ra một mạng lưới cho người dùng vận hành nhằm hỗ trợ hộ gia đình và doanh nghiệp tiếp cận với tài nguyên Internet với chi phí hợp lý nhờ vào những cải tiến trong công nghệ không dây. Đối với dự án này thì Mason cũng đã lên một video clip để hướng dẫn cách sang airdrop rồi và cũng có đánh giá là ngon hơn Crash á, nhưng mà giờ mình phải sửa lại một tí là ngon như Crash nha. Nếu anh em chưa xem thì có thể xem lại video này ở kênh YouTube của Coin68 nhé. Đến với dự án thứ hai là Gradient Network, thì đây là một giao thức DeepBin có thể chuyển đổi sức mạnh tính toán của máy tính và giải pháp staking thông qua các mạng lưới blockchain bao gồm Ethereum, BitTensor và Solana một cách liền mạch. Gradient Network tận dụng sức mạnh của điện toán để phi tập trung hóa các dịch vụ đám mây, đồng thời cung cấp khả năng truy cập vào các giải pháp của AI trong việc phân phối nội dung nè, các chức năng không máy chủ, vân vân. Dự án này có backer vô cùng khủng, bao gồm 3 quỹ đầu tư hàng đầu trong thị trường crypto, bao gồm Multicore Capital nè, Pantera Capital và Sequoia. Nhìn qua dàn backer này thì Mason nhận thấy dự án vô cùng uy tín để anh em có thể sang airdrop rồi. Cách thức tham gia thì vô cùng đơn giản, anh em truy cập vào đường link của Gradient Network mà Mason sẽ để ở bên dưới phần mô tả nha. Anh em khi tham gia qua link mã mời của Mason sẽ nhận được 3.000 điểm kinh nghiệm đầu tiên và 2% tốc độ ra point. Tiếp đến, anh em sẽ vào đăng ký tài khoản bằng Gmail và làm nhiệm vụ follow tài khoản X của Gradient Network. Và đây là phần quan trọng nè, anh em phải tải tiện ích của Gradient Network có tên là Gradient Sentry Node trên cửa hàng của Google Chrome. Sau đó, anh em sẽ kết nối với cái dashboard của Gradient Network. Đồng thời, anh em cũng cần phải có một cái đường truyền Internet ổn định để có thể farm boy nha. Ngoài ra, anh em có thể nhận được thêm boy bằng cách hoàn thành nhiệm vụ ở mục Reward hoặc là mời thêm bạn bè tham gia bằng cách lấy link mã mời ở mục Referral nha. Đến với dự án thứ ba là NotPay, thì đây là một mạng lưới phi tập trung cho phép người dùng kiếm tiền từ các nguồn tài nguyên Internet nhàn rỗi của mình để đóng góp vào sự phát triển của công nghệ AI tương tự như là Crash. Tầm nhìn của NotPay là tạo ra một hệ sinh thái kết nối với các tác nhân nhán nhãn và hệ thống kiến thức nhân tạo để tạo điều kiện cho sự phát triển của AI một cách an toàn và bền vững. Mason nhận thấy NotPay cũng có dàn backer vô cùng khủng và xịn sò, không thua kém gì các dự án DeepBin khác đâu, bao gồm là Jump Crypto nè, Animoca Friends, OK Venture vân vân. Với dàn backer như thế này thì anh em còn chần chờ gì nữa mà không tham gia airdrop ngay đúng không? Cách thức thì vô cùng đơn giản, anh em truy cập vào đường link của NotPay mà Mason sẽ để ở bên dưới phần mô tả nha. Sau đó anh em sẽ vào đăng ký tài khoản bằng Gmail rồi đăng nhập lại trên dashboard. Sau đó anh em sẽ chọn Connect rồi tải tiện ích của NotPay về và kết nối với một đường truyền Internet ổn định là có thể đào ra boy rồi. Ngoài ra anh em có thể kiếm thêm boy bằng cách làm nhiệm vụ tại mục Mission and Earn hoặc mời bạn bè. Anh em có thể coi mình đào ra được bao nhiêu boy trong từng session tại mục Earnings. Hiện tại dự án vừa kết thúc session 0 và đang ở trong giai đoạn session 1 nên là anh em hãy tham gia ngay nha. Dự án thứ tư là Blockmesh, thì đây là một dự án DeepBin phát triển mạng lưới dữ liệu phi tập trung cho phép người dùng thu lợi từ băng thông Internet chưa sử dụng, tương tự như là Crash vậy á. Ngoài ra dự án còn hỗ trợ các nhà phát triển có thể tận dụng và xây dựng nhiều ứng dụng, chẳng hạn như là VPN phi tập trung để cung cấp quyền riêng tư và bảo mật tốt hơn dành cho người dùng khi truy cập Internet. Blockmesh là dự án đã chiến thắng cuộc thi Colosseum Resilient Hackathon. Đây là một cuộc thi dành cho các dự án DeepBin trên Solana. Theo như Mason suy đoán á, thì Blockmesh có backer là Solana Foundation sau khi dự án đã chiến thắng cuộc thi Hackathon. Nên là anh em hãy tranh thủ tham gia sang airdrop của dự án này ngay nha. Cách thức tham gia như sau, thì anh em sẽ truy cập vào link của Blockmesh mà Mason sẽ để ở bên dưới phần mô tả.
Sau đó anh em sẽ tiến hành tạo tài khoản bằng Gmail và xác thực mail để vào dashboard. Anh em chọn tại tiện ích của Blockmesh về, đăng nhập lại vào tiện ích đó và kết nối với một đường truyền internet ổn định là anh em có thể đào được boy rồi. Ngoài ra anh em cần kết nối với ví Backpack của hệ Solana và X ở một bus để có thể nhận được 500 boy nha. Hiện tại thì Mason chưa thấy Blockmesh chưa có các nhiệm vụ về tương tác mạng xã hội, nhưng lại thấy có nhiệm vụ connect với ví Backpack, chắc là có liên quan với nhau rồi đó. Biết đâu được thì Blockmesh sẽ drop cho những người giao dịch trên sàn Backpack thì sao, đúng không anh em? Đến với dự án thứ 5 là dự án cuối cùng trong video này là Tenel Protocol. Thì đây là dự án làm về lớp dữ liệu dành cho Debian và AI để đồng bộ hóa dữ liệu ở thế giới thực lên on-chain. Tenel Protocol trao quyền cho các cá nhân và công ty trong việc khai thác dữ liệu và tham gia vào việc tạo ra giá trị dành cho các real-world asset như là bất động sản, xe hơi, vàng đã được token hóa. Theo những thông tin mà Mason đã research được thì Tenel Protocol trước đây có tên là Inloop đã từng gọi vốn thành công 2 triệu USD vào năm 2021 và 2022, nên là Mason không biết là dự án có còn tiền để airdrop cho anh em tụi mình không. Tuy nhiên thì cứ tham gia đi, lỡ đâu có tiền sao, đúng không nhờ? Cách thức tham gia Tenel Protocol thì hơi phức tạp một chút. Đầu tiên là anh em phải tải một file zip extension về máy từ trang web tenel.pro/community-node. Sau khi tải xong thì anh em phải dán nén file ra từ thư mục tenel v0.2. Sau đó anh em mở trình duyệt Chrome vào phần cài đặt và phần extension tức là tiện ích, rồi chọn Manage Extension là quản lý các extension á. Bật chế độ Developer Mode ở bên trên góc bên phải. Sau đó anh em chọn cái chỗ là các tệp đã được giải nén ở góc bên trái và chọn thư mục Node mà anh em vừa tải xong. Sau khi cài xong tiện ích của Tenel Protocol lên trình duyệt thì anh em sẽ tiến hành đăng ký bằng Gmail và Verify. Anh em hãy nhập code từ Mason là 3RD73 để có thể nhận thêm bonus là 2500 boy nha. Sau đó anh em click Connect Node với một đường truyền internet ổn định là anh em có thể farm boy một cách dễ dàng rồi. Ngoài ra anh em cũng có thể kiếm thêm boy bằng cách mời bạn bè ở một referral. Ok, vậy là Mason đã cùng anh em điểm qua 5 dự án Debian tiềm năng để săn airdrop 1000 đô một ví một cách đơn giản, bao gồm DOR, Radio Network, NodeBay, Blockmesh và Tenel Protocol. Mình thấy mấy dự án này săn airdrop giống như là cài tu ơn hay là treo máy tu ơn vậy á. Tuy nhiên thì cách thức này giúp anh em có thể tham gia săn airdrop vô cùng đơn giản mà không cần có nhiều kiến thức về lập trình để có thể đào coin như là Bitcoin. Mason dự đoán thì Debian sẽ là chain tiếp theo bùng nổ sau chain tap to earn trên Telegram, nên là anh em hãy săn airdrop ngay từ bây giờ nha. Nếu anh em có thắc mắc nào trong quá trình làm airdrop các dự án Debian này thì hãy comment ở phía bên dưới để tìm coi 68 có thể giải đáp cho anh em nha. Đừng quên để lại một like và một subscribe nếu anh em thấy video này hữu ích nhé. Mình là Mason, hẹn gặp anh em ở các video tiếp theo.